Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Joe Biden đang tích cực tiếp cận, lôi kéo nhóm cử tri công nhân, người lao động da trắng, lực lượng từng đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của ông Trump năm 2016, đẩy đương kim Tổng thống Mỹ vào thế phòng thủ khi kỳ bầu cử năm 2020 đang đến gần. Trong chuyến đi vận động tranh cử mới nhất tại Michigan và Pennsylvania, cựu phó tổng thống Mỹ nói nhiều về nguồn gốc nơi ông sinh ra ở Scranton, Pennsylvania, nhưng cũng xoáy sâu vào việc ông Trump đã không giữ lời hứa làm sống lại ngành sản xuất chế tạo ở Mỹ. Ông Biden hy vọng sẽ chia rẽ được mối liên kết giữa ông Trump với các cử tri lao động da trắng, mà nhiều người trong số họ trước đó từng ủng hộ đi theo Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ cho rằng có thể chia cắt bộ phận cử tri này với ông Trump và nhờ đó giành lại chiến thắng tại các bang chiến địa Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Kể từ khi giành được đề cử chính thức của Đảng Dân Chủ, đội vận động tranh cử của ông Biden đã chi 96 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trên truyền hình tại ba bang này, gần gấp 3 so với số tiền đội tranh cử của ông Trump bỏ ra. Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ tiếp tục phiên điều trần với ứng cử viên thẩm phán tòa án tối cao Amy Coney Barrett được Tổng thống Donald Trump đề cử. Trong phiên làm việc kéo dài 11 giờ đồng hồ này, các thành viên của ủy ban tập trung chất vấn bà Barrett về một loạt vấn đề nổi cộng gây tranh cãi hiện nay giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, trong đó nổi bật là quyền nạo phá thai và đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền ACA hay còn gọi là Obamacare. Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới. Phiên điều trần này được đánh giá là diễn ra trong không khí tôn trọng, dù các nghị sĩ Đảng Dân chủ liên tục đưa ra những câu hỏi hóc búa. Ủy ban châu Âu EC thông báo sẽ tiếp tục nới lỏng các quy định viện trợ nhà nước cho đến giữa năm 2021 nhằm giúp các doanh nghiệp đối phó với các tác động tiêu cực do dịch COVID-19. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm giúp các doanh nghiệp đối phó với các tác động tiêu cực do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong thông cáo báo chí, EC khẳng định đã quyết định gia hạn biện pháp này nhằm đáp ứng nhu cầu liên tục của các doanh nghiệp cũng như bảo vệ thị trường chung của Liên minh châu Âu EU. Bên cạnh đó, EC cũng đưa ra biện pháp mới để các nước thành viên hỗ trợ những công ty đang phải gánh chịu hậu quả. Đầu năm 2020, EC cũng đã nới lỏng các quy định này đến ngày 31 tháng 12 tới, với hy vọng có thể giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế. Ngày 14 tháng 10, Quốc hội Kyrgyzstan đã phê chuẩn nhà chính trị theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa Sadir Japarov vào vị trí thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu lại. Đây là bước tiến mới trong nỗ lực chấm dứt khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Á này. Quốc hội Kyrgyzstan đã phải tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn lại ông Sadir Japarov làm thủ tướng sau khi Tổng thống Sooronbay Jeenbekov phủ quyết phê chuẩn trước đó của Quốc hội với lý do khi đó nhiều nghị sĩ vắng mặt và ủy nhiệm việc bỏ phiếu. Ngay sau khi được Quốc hội Kyrgyzstan phê chuẩn lại, Tổng thống Jeenbekov xác nhận ông Japarov chính thức trở thành thủ tướng. Ông Sadir Japarov, 51 tuổi, được những người ủng hộ giải thoát khỏi nhà tù, nơi ông đang bị giam giữ với tội danh bắt giữ con tin từ năm 2013. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn làm thủ tướng, ông Japarov cho biết sẽ giữ nguyên nội các hiện nay, đồng thời nhấn mạnh hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc của chính phủ. Các hãng hàng không trên thế giới đã hủy hoặc không đủ điều kiện thực hiện các đơn đặt hàng mua gần 1.000 máy bay của Boeing trong năm 2020, với việc dòng máy bay 737 MAX của hãng bị dừng bay và đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến ngành hàng không thế giới. Số đơn hàng giảm 938 chiếc đã khiến cho lượng tồn kho của Boeing tăng 19%. Hủy đơn hãng chiếm khoảng 1/3 trong số máy bay bị ngừng xuất xưởng. Số còn lại được xếp vào diện nguy cơ bị bỏ theo tiêu chuẩn kế toán của Mỹ. Nhu cầu di chuyển hàng không sụp đổ đã tạo thêm sức ép với Boeing khi hãng cố gắng chấm dứt lệnh cấm bay đối với dòng 737 MAX, vốn được cơ quan chức năng Mỹ áp đặt từ hồi tháng 3 năm 2019 sau hai vụ rơi máy bay 737 MAX gây chết người. Trong quý 3 vừa qua, Boeing chỉ giao được 28 máy bay, giảm so với 63 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Hãng chế tạo máy bay của Mỹ đang tiến hành cải tổ, cắt giảm nhân công, rà soát lại hoạt động toàn cầu, chấm dứt các khoản đầu tư ngoài ngành để duy trì dòng tiền mặt trong bối cảnh thị trường hàng không được dự báo còn phải đối mặt với suy giảm kéo dài. Ngày 14 tháng 10, mạng xã hội Twitter thông báo đã chặn một số tài khoản giả mạo có dấu hiệu thao túng dư luận về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và những tài khoản này đã thu hút tới vài nghìn lượt người theo dõi chỉ trong vài ngày. Người phát ngôn của Twitter cho biết các đội ngũ của công ty đang đẩy mạnh hoạt động điều tra và sẽ có hành động phù hợp với quy định của công ty nếu phát hiện các nội dung chia sẻ vi phạm. Twitter đã chặn các hồ sơ được định danh vì có dấu hiệu lừa dối người dùng về mục đích và danh tính và vì vậy bị cho là có hành vi thao túng các nội dung tranh luận trong cộng đồng.